Ronaldo đã có mặt ở Man United, Sir Alex cũng được mời đến. Cristiano Ronaldo đã có mặt ở trung tâm Carrington để bàn bạc về tương lai. Theo The Sun, Sir Alex Ferguson cũng đã được mời tới. Cùng đến Carrington với siêu sao Cristiano Ronaldo còn có siêu cò Jorge Mendes, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã tự lái xe đưa người đại diện của mình tới đại bản doanh của Quỷ Đỏ. Về phía MU, huấn luyện viên Ten Hag cũng đã đến Carrington. Ông là một trong những người có mặt tại đây sớm nhất đội. Ngoài những cái tên kể trên, giám đốc điều hành Rachel Annoy, Ryan Rosson và đặc biệt là cố vấn Sir Alex Ferguson cũng có mặt tại Carrington từ rất sớm. Theo Sun Sport, vị huấn luyện viên huyền thoại của Man United được mời đến để tham dự cuộc họp về tương lai của CR7. Ngôi sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ 3 tuần đầu tại Man United khi câu lạc bộ hội quân đi du đấu ở Thái Lan và Australia. Lý do mà Ronaldo đưa ra là vấn đề gia đình. Tuy nhiên, ai cũng hiểu Ronaldo muốn ra đi để được chơi bóng ở Champions League thay vì Europa League. Người đại diện Jorge Mendes liên tục mời chào Chelsea, Real Madrid, PSG, Bayern Munich mua Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tuy nhiên, CR7 toàn nhận về những lời từ chối. Thậm chí, dù đã sẵn sàng giảm 30% mức lương 500.000 bảng mỗi tuần đang hưởng ở Man United, Ronaldo cũng không thu hút được câu lạc bộ nào. Atletico Madrid là đội gần nhất ra mặt, nhưng câu lạc bộ này ngần ngại theo đuổi Ronaldo vì lương quá cao và bị chính cổ động viên nhà phản đối. Cách đây chưa lâu, từng có tin MU sẽ cho phép Ronaldo ra đi nhưng theo dạng cho mượn và phải gia hạn 1 năm với câu lạc bộ. Quỷ Đỏ tin vào khả năng tham dự Champions League mùa 2023-24, do đó cho phép Ronaldo ra đi để được chơi ở một giải đấu số 1 châu Âu mùa này, sau đó quay về sân Old Trafford. Bây giờ, các fan đang nóng lòng chờ đợi những tín hiệu vui và tích cực từ cuộc gặp gỡ giữa Ronaldo và Man United. Nụ cười của Pep trong kỳ chuyển nhượng mỹ mãn. Pep Guardiola đang trải qua kỳ chuyển nhượng mỹ mãn mà ông chờ đợi trong vài năm qua. Man City đã có sự thay máu cần thiết để hướng tới mục tiêu lớn lao. Erling Haaland chỉ mất 12 phút để có bàn thắng đầu tiên cho Man City trước Bayern Munich. Tiền đạo người Na Uy làm động tác ăn mừng giơ tay lên trời quen thuộc. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Pep Guardiola đã nở nụ cười mãn nguyện. Sự tỏa sáng của Haaland là những gì Pep thèm khát nhiều năm qua. Man City không tìm nổi tiền đạo cảm ứng ý, khiến ông buộc phải sử dụng đội hình không tiền đạo. Dù cho hệ thống này vẫn hoạt động trơn tru, nhưng không có nghĩa rằng Man City không cần trung phong tạo ra điểm cắt trong vòng cấm. Hồi tháng 6, chủ tịch Man City Khadon A. Mubarak tuyên bố sẽ hành động quyết liệt để mang về tiền đạo cắm. Kế hoạch này đáng ra phải thực hiện ở mùa hè năm ngoái. Giờ Citizen đã theo đuổi Harry Kane nhưng về tay trắng. Sau khi Man City thua Chelsea ở chung kết Champions League 2021, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã trăn trở về việc tái tạo lại câu lạc bộ, trở thành siêu bản nâng cấp hơn. Man xanh cần bổ sung gương mặt chất lượng hơn hoặc ít nhất là tạo ra nguồn năng lượng mới. Những năm qua, Man City đã quen với những chiến thắng, họ cần gương mặt mới để tạo nên nguồn sinh khí mới. Haaland không chỉ là trung phong mà Pep hằng ao ước, mà còn là gương mặt mang sự khát khao mới mẻ cho đội hình ấy. Haaland cũng thích thú với huấn luyện viên Man City. Guardiola là người điên rồ, tôi thích thú với điều đó. Tôi không thể nói cho bạn quá nhiều điều khi mới ở đây một tuần. Tôi đã tập luyện tốt và sẵn sàng cho những điều tiếp theo, cựu ngôi sao của Dortmund cho biết. Pep muốn các tân binh của Man City hòa nhập nhanh và không gặp bất kỳ điều gì. Haaland đã cho ông thấy được điều đó. Pep cũng ghi nhận sự khiêm tốn của những ngôi sao lớn như De Bruyne. Ông chấp nhận gạt bỏ cái tôi để nhường sân khấu cho người mới như Haaland. Một tập thể biết cúi đầu khiêm tốn vì lợi ích chung là dấu hiệu đầu tiên của sự thành công. Không chỉ có Haaland, Man City còn mang về Julian Alvarez bổ sung sức trẻ cho hàng công và Calvin Phillips tăng cường chất thép cho hàng tiền vệ. Trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ hướng tới chiêu mộ thêm hậu vệ trái mới, tất cả đều hứa hẹn sẽ thổi bùng ngọn lửa khao khát của The Citizen. Ông Khadon A. Mubarak nhấn mạnh, chúng tôi phải liên tục bổ sung những ngôi sao chất lượng, sẽ sai lầm nếu như đội bóng hài lòng với hiện tại. Tôi khẳng định rằng Man City không hài lòng với chức vô địch Premier League. Tờ Daily Mail cho rằng Pep đang trải qua kỳ chuyển nhượng mỹ mãn trong vài năm qua. Ông thầy người Tây Ban Nha không phủ nhận điều đó. Tôi vô cùng phấn khích, đôi khi thị trường chuyển nhượng thật kỳ lạ. Bên cạnh những bản hợp đồng mới, Man City cũng thanh lọc lực lượng bằng việc đẩy một vài cầu thủ cũ kỹ như Gabriel Jesus, Sterling, Zinchenko. Không phải họ không có tài năng, nhưng đó là cuộc thanh lọc bình thường để nhường vị trí cho những khát khao mới. Bản thân họ cũng cần tìm sự thay đổi sau khi không được thi đấu thường xuyên ở Man City. Việc bán bộ ba này đã giúp Man City thu về 125 triệu bảng. Bên cạnh đó, họ còn có thêm 30 triệu bảng khi đẩy đi một nhóm cầu thủ trẻ. Số tiền trên đủ để giúp Man xanh tạo nên cuộc cách mạng mà không phải chi ra quá nhiều tiền. Vì một vài lý do, tôi buộc phải bán một số cầu thủ. Họ là những con người giỏi nhưng muốn được ra sân nhiều hơn. Câu lạc bộ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp làm điều đó. Chúng tôi đã nhận được tiền từ Chelsea, Arsenal, đó là điều công bằng, Pep chia sẻ.
Khát khao lớn nhất của Pep vẫn là chức vô địch Champions League. Kể từ sau khi rời khỏi Barcelona, ông chưa thể chạm tới vinh quang này dù ở rất gần. Giờ đây, khi có trong tay lực lượng ưng ý, đó là lúc Pep có thể nghĩ về điều lớn lao. Chelsea đang lãng phí 700.000 bảng trên tuần cho 6 người thừa. Chelsea hiện đang có 6 cầu thủ đang nhận tổng cộng 700.000 bảng mỗi tuần, nhưng chỉ có 90 lần ra sân trong cả mùa trước. Đội bóng của Thomas Tuchel đã không có phong độ tốt nhất trước mùa giải và điển hình là thất bại 0-4 trước Arsenal cuối tuần trước. Mặc dù đã ký hợp đồng với Raheem Sterling từ Man City và Khalidou Koulibaly từ Napoli, nhưng đội hình của The Blue hiện vẫn được đánh giá là chưa đủ mạnh. Huấn luyện viên Tuchel đã chỉ trích các cầu thủ của mình vì thiếu cam kết trong chuyến du đấu của họ ở Mỹ và ông biết mình đang có một đội hình cồng kềnh. Theo The Telegraph, Tuchel muốn đẩy đi 6 cầu thủ đang nhận lương cao mà không đóng góp được gì cả. Đó là Michy Batshuayi, Ross Barkley, Kennedy, Timo Werner, Malasia và Kepa Arrizabalaga. Tất cả họ đều có mức lương đáng kể tại Stamford Bridge. Theo đó, mức lương của những người này như sau: Kennedy 25.000 bảng trên tuần, hợp đồng đến tháng 6 năm 2023. Michy Batshuayi 69.000 bảng trên tuần, hợp đồng đến tháng 6 năm 2023. Ross Barkley 96.000 bảng trên tuần, hợp đồng đến tháng 6 năm 2023. Malasia 120.000 bảng trên tuần, hợp đồng đến tháng 6 năm 2025 và Kepa Arrizabalaga 155.000 bảng trên tuần, hợp đồng đến năm 2025. Timo Werner 272.000 bảng trên tuần, hợp đồng đến năm 2025. Kennedy đã có 5 lần cho mượn khác nhau kể từ khi gia nhập Chelsea vào năm 2015. Batshuayi có số lần cho mượn tương tự nhưng không gây ấn tượng trong chuyến du đấu hiện tại. Ross Barkley đã ra sân 14 lần trên mọi đấu trường trong mùa giải vừa qua nhưng đang được liên hệ với Everton và Aston Villa. Malasia là phương án dự phòng cho Antonio Rudiger nhưng gặp khó khăn và với sự xuất hiện của Koulibaly, thời gian ra sân của anh chàng càng hạn chế. Trong khi đó, Timo Werner vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập. Người cuối cùng là Kepa Arrizabalaga, thủ môn đắt giá nhất thế giới. Anh hiện chỉ là sự lựa chọn số 2 sau Edouard Mendy và đang rất muốn ra đi.